Trong bài học trước, tôi và các anh chị đã cùng nhau trao đổi về trách nhiệm, nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã trong giai đoạn phòng ngừa. Và trong bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về trách nhiệm, nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã trong giai đoạn ứng phó thiên tai. Và trong nội dung này, chúng ta tập trung tìm hiểu hai nhóm nhiệm vụ sau. 1. Chỉ đạo truyền tin, cảnh báo thiên tai. 2. Triển khai các biện pháp ứng phó. Và theo luật phòng chống thiên tai thì các nội dung cơ bản trong công tác ứng phó thiên tai được quy định tại điều 26 về các biện pháp cơ bản trong ứng phó thiên tai. Còn nội dung về chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai được quy định tại điều 25. Và trách nhiệm trong ứng phó thiên tai đối với Ủy ban Nhân dân, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai cấp xã được quy định tại khoản 4, điều 27. Và về nội dung, tần suất, thời gian, phương thức và cơ quan ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo, thiên tai được quy định tại quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 13 tháng 1 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về công tác dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai. Trong đó, trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp xã được quy định tại khoản 3, điều 36 như sau. Tiếp nhận thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai từ Ủy ban Nhân dân và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, tuyên truyền, phổ biến đến từng cộng đồng dân cư để chủ động trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục thiệt hại do thiên tai trên địa bàn. Và trên cơ sở của luật phòng chống thiên tai và quyết định số 03, sau đây chúng ta cùng nhau thảo luận về trách nhiệm, nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã theo từng nhóm nhiệm vụ trong giai đoạn ứng phó thiên tai như sau. 1. Chỉ đạo truyền tin, cảnh báo thiên tai. Về tiếp nhận thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai, Ủy ban Nhân dân và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã tiếp nhận thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai từ Ủy ban Nhân dân và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện. Trong nhiệm vụ này, tùy theo đặc điểm của địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã chỉ đạo việc hướng dẫn cụ thể, nội dung, tần suất, thời lượng phát tin, chỉ huy ứng phó thiên tai trên các hệ thống thông tin trên địa bàn. Nội dung này, các anh chị có thể tham khảo thêm nhóm nhiệm vụ 3, xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống phát thanh truyền hình, truyền thông và hệ thống truyền tin khác để thu thập, truyền và phát tin dự báo, cảnh báo thiên tai trong bài giảng về trách nhiệm, nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã trong giai đoạn phòng ngừa. Về phát thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo tổ chức phổ biến kịp thời và chính xác đến cộng đồng và người dân các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, nội dung văn bản chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp trên và cùng cấp trên địa bàn được cảnh báo. Những nơi không có phát thanh, truyền hình, sử dụng các phương tiện, dụng cụ, hiệu lệnh truyền thống theo quy ước của địa phương để đảm bảo mọi đối tượng, người dân, bao gồm đối tượng dễ bị tổn thương trong vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, tiếp nhận được thông tin, dự báo, cảnh báo thiên tai và các văn bản chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai. Bên cạnh nhóm nhiệm vụ về chỉ đạo truyền tin cảnh báo thiên tai, trong giai đoạn ứng phó thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã cần triển khai các biện pháp ứng phó. Và sau đây mời anh chị và các bạn theo dõi video của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai để thấy được các nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã trong triển khai các biện pháp ứng phó. Quyết định lựa chọn phương án, biện pháp và tổ chức thực hiện ứng phó phù hợp với diễn biến thiên tai, cấp độ rủi ro thiên tai và điều kiện thực tế của địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã có trách nhiệm trực tiếp chỉ huy, huy động nguồn lực tại chỗ để ứng phó kịp thời ngay khi thiên tai xảy ra, báo cáo và chịu trách nhiệm thực hiện chỉ đạo, chỉ huy của các cơ quan phòng chống thiên tai cấp trên, được quyền huy động các nguồn lực để ứng phó với thiên tai, dân quân tự vệ, thanh niên, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn và các tổ chức cá nhân tình nguyện, vật tư, trang thiết bị, phương tiện của cấp xã và tổ chức cá nhân trên địa bàn. Tổ chức trực ban nghiêm túc, báo cáo cấp trên theo quy định và báo cáo đột xuất, liên tục thông báo diễn biến thiên tai và hướng dẫn phòng tránh trên loa truyền thanh và trực tiếp bằng loa cầm tay. Triển khai nhiệm vụ kiểm tra các khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo, tổ chức lập trạm canh gác, hướng dẫn người dân đảm bảo an toàn. Triển khai nhiệm vụ ứng cứu người dân khu vực bị chia cắt,
triển khai nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố, sơ cấp cứu các trường hợp gặp nạn. Triển khai nhiệm vụ hỗ trợ xử lý sự cố đê điều, hồ đập, công trình khác. Trong trường hợp vượt quá khả năng ứng phó của cấp xã, đề nghị Ủy ban nhân dân, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện hỗ trợ. Thông qua video trên, chúng ta thấy rằng các công việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trong giai đoạn ứng phó thiên tai gồm các nội dung sau. 1. Quyết định lựa chọn phương án, biện pháp và tổ chức thực hiện ứng phó phù hợp với diễn biến thiên tai, cấp độ rủi ro thiên tai và điều kiện thực tế của địa bàn. Tổng hợp và báo cáo kịp thời tình hình thiệt hại do thiên tai và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu thiệt hại. 3. Chủ động triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. Trong trường hợp vượt quá khả năng ứng phó của cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị Ủy ban nhân dân, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện hỗ trợ. Sau đây là những hướng dẫn chi tiết về nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong giai đoạn ứng phó thiên tai tương ứng với từng cấp độ rủi ro thiên tai. Đối với rủi ro thiên tai cấp độ 1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm trực tiếp chỉ huy, huy động nguồn lực tại chỗ để ứng phó kịp thời ngay khi thiên tai xảy ra, báo cáo và chịu trách nhiệm thực hiện chỉ đạo, chỉ huy của các cơ quan phòng chống thiên tai cấp trên. Được quyền huy động các nguồn lực để ứng phó với thiên tai như dân quân tự vệ, thanh niên, các tổ chức cá nhân trên địa bàn và các tổ chức cá nhân tình nguyện, vật tư dự trữ do nhân dân chuẩn bị, vật tư, trang thiết bị, phương tiện của cấp xã và tổ chức cá nhân hoạt động trên địa bàn. Các lực lượng tham gia ứng phó thiên tai trên địa bàn cấp xã phải phối hợp chặt chẽ theo sự chỉ huy của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc người được ủy quyền. Trong trường hợp vượt quá khả năng ứng phó của cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị Ủy ban nhân dân, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện hỗ trợ. Đối với rủi ro thiên tai cấp độ 2, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được quy định trong ứng phó với rủi ro thiên tai cấp độ 1. Tuân thủ sự chỉ huy của các cơ quan cấp trên, hướng dẫn và tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn. Đối với rủi ro thiên tai cấp độ 3, 4, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được quy định trong ứng phó với rủi ro thiên tai cấp độ 2, phù hợp với tình huống cụ thể tại địa phương, tuân thủ sự chỉ đạo, chỉ huy của cơ quan cấp trên. Như vậy, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong nội dung bài học về trách nhiệm, nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong ứng phó thiên tai. Xin cảm ơn anh chị đã đồng hành cùng với tôi trong khóa học vừa qua. Chúc anh chị sức khỏe và thành công trong công việc và trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại trong khóa học tiếp theo.